Còn có cái bà đó đợt đó có 86 kg, hỏi con có 46 kg à, cái lúc đó thì bây giờ lên được 3 kg rồi. Bà bước xuống đấy nghe, bà đạp những cái chai con nó lún xuống giống như mà hũ lô cán đá vậy đó. Bà đạp nó lún đến chừng mà để vũ tiếp bà lên, hai anh em con đưa bà lên ở trên đạo văn kéo. Cô bác biết bây giờ là bà đứng không nổi, ở trên kéo không được đó, bà mỏi hết, không chịu nổi luôn rồi. Bà buông hai cái giò xuống, bà ngồi lên cái đầu con cái vũ luôn. Bà chối nó tay lên, bà nói cứu. Bây giờ nó cái chừng mà ra khỏi miệng hang á, ta nói nghe thưa cô bác biết nha, 25 phút đồng hồ, bà xá ta nói là 4 hướng luôn. Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng xá đi trả lễ mà. Đến chừng mà xá xong, đâu còn chỗ nào xá đâu. Bà quay ra bà xá con với Vũ luôn. Bà nói con lại hai cha, từ đây tới già hai cha nhớ đừng xuống con vô chỗ này. Mời quý vị chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, cuốn đi lại đã xong, mời quý vị đọc đứng lên và mời quý vị xá tiếp ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thưa quý vị, chương trình cuốn đến đây đã xong. Giờ đây đến chương trình là chúng ta niệm Phật trong khoảng 50 phút, tức là quá chúng ta thì cuốn chúng ta niệm Phật. Cũng như thường lệ sau thờ cúng chúng ta có chương trình là niệm Phật. Giờ đây khi mà Phật chúng ta là muốn phải hướng lên đó, chúng ta hướng về Tam Bảo, đồng thành tâm xá ba và chắp tay lên khá người. Nam Mô A Di Đà Phật. Mắt nhìn nhìn trời nhà họ mình như đà, nguyện giải thân này họ rõ sang, muôn đạo hầu hợp quả quan đức Phật, soi đường đến thiện đến nơi quan. Và những lời Phật của ta cùng Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Kính thưa tất cả quý bác và chị em trong giờ phút niệm Phật hôm qua, thì chúng mình có chúng ta hướng được thành bảo đồng cho tháng lễ ba và kính mời cô bác chúng ta là ngồi xuống có điều kiện để sinh hoạt cái thực lễ này. 1 2 3 4 hả, vỗ đi. Giờ khắp chia tay sao lòng nghe thấy nặng, mối tình thâm ta đã được đi chung, biết bao giờ mới được tương phùng. Thôi thì hãy đi theo con đường định luật, đi chuyến này hậu cần và ban tổ chức có điều chi sơ suất không hay, mong bà con vui vẻ tỏ bài, xin thông cảm và niệm tình tha thứ. Chưa giờ chia tay có đôi dòng tâm sự, mong bà con trở lại quê hương luôn an vui, sức khỏe được nguyên trường, xin hẹn tháng khác cùng nhau thương gọi.
tới cây vui lại mới tới cây ninh nè. Nhưng mà cái lòng của mình pháo cũng chạy rồi, mà con cô bác cho ủng hộ Phật pháp xuyên suốt trong mấy ngày hôm nay. Thì quý vị trong cái đợt chư sơn này thì quý vị đi hang ngày hôm qua đó, cái đoàn mình đi tập thể thì được hang hang đoàn chư sơn rất là được 20 người đi cái hương thơm. Nói chung là chúng đi cái 5 tháng 3 nhưng cũng tới là 4 giờ đi cái đoàn mình đi quá nhiều cái đoàn sáng nay là ngày cuối cùng quý vị, ngày thứ năm, có nghĩa là ngày 28 tháng 6 năm Nhâm Dần là mình kết thúc cái buổi sinh hoạt, ngày thứ năm là ngày cuối cùng trong đoàn mình đã là mình diễn ra là ba hang thôi, tại cái đoàn đi tâm đó, còn cái đợt khác cho mình đi mấy cái hang khác nữa. Nghe cái đợt này thì quý vị đi hang được chu đáo. Cái hang ở bên ông Hổ, bên cái biệt quần thông á là linh dữ lắm. Nói chung là trong hang nó rất là màu nhiệm, nhưng cái người mà không có lòng tin á, đi vô trọng gặp vấn đề nhiều. Cái hang mà ở chỗ điện quần thông ông Hổ bây giờ ta không cho đi, là cắt bớt hang còn 7 hang. Là lúc trước đó, cách đây khoảng chừng 5 năm á, anh nọ anh nói gì, anh nói nghe nói hang cọp chứ chắn lắm, lát tôi vô trọng gặp con hộp á, tôi nắm đuôi tôi kéo ra cho nên con nói gì đó. Đến chừng vô hang rồi khoảng chừng chút xíu, gặp nguyên cái mặt của con cọp kìa. Mình ơn anh thấy nghe, nhưng những người khác thì không sao. Vừa ló đầu lù ra nó bắt đầu ông sợ quá, ông quay lên sau cái đầu da vô đá, máu chảy rồi ông xỉu. Đến chừng mà ta khiêng đem về chở ông tới bệnh viện, 3 ngày sau là mất trí luôn. Cô bác thấy linh lắm. Còn cái hang mà cái hang thơm á, cái hang ngày hôm qua, cái hang cuối cùng đó, cái hang mà cái đoàn mình thắng chung đó, có cái anh nọ bị dính ở trong đây là khoảng 8 tiếng đồng hồ. Ngày hôm qua đó mình không có kể sợ cô bác không dám chung. Rồi lên tháo cái khớp giòn, quý vị mở trên mạng mình để là hang thơm nó cấm là cái việc đó chẳng còn. Ta đăng lên mạng trực tiếp. Là nói chung là cũng do thiếu đi cái lòng tin của đạo đức. Còn cái đoàn mình ngày hôm qua mà đi được suôn sẻ 2 cái hang đầu tiên với cái hang cuối đó, là con nghĩ quý vị mình cũng có cái duyên lớn lắm đó. Đi hang mà được suôn sẻ như thế này là cô bác ở nhà cái tâm mình tốt lắm đó. Ở nhà chúng ta cũng biết chiếu thảo cha mẹ, biết đạo đức, cho nên vô trong hang được suôn sẻ. Nói chung là mỗi chuyến đi hang, thưa cô bác anh em tụi con cực lắm. Cực không phải là mình cực khổ trong hang, nhưng mà cực lòng sợ là không biết cô bác mình đi như thế nào, nên anh em tụi con phải chia từ đoạn ở trong hang. Đi khúc là gặp siêu mỏng, đi khúc là gặp đồng vũ, đi khúc á là gặp đệ danh. Mấy anh em ở trong đoàn á thay phiên nhau để cô bác đi không hồi hộp. Chứ vô chẳng có nhiều khi tới cái chỗ mà cái hang đầu tiên á, con cái số con không biết làm sao, mỏng đứng cái canh chỗ cục đá ra để vũ á, thì nó nói thật là em muốn số một ngạc, em mập quá xuống đó không được. Cho nên con phải đứng trên một cái cô bác mình bước lên dây, nhưng mà không phải ai cũng lên dây hết nha. Là những người nào mà siêu dày á, siêu dày rồi lên hơi khó là phải chịu cái dây. Với ai mà yếu hai cái chân á, với mấy bà lớn tuổi, còn mà tuổi trẻ thanh niên với mấy chú có sức khỏe là qua được. Còn mấy bà mập tội nghiệp, mấy bà nói chú mỏng là thấy chú ốm quá, tôi bước nguyên cái bàn giò sợ lên cao chú, nguyên cái bàn bán bước, tôi bước tàn mấy cái móng luôn à. Kiểu này nó đau mình giữ hơn nhiều khi. Còn có cái bà đó đợt đó có 86 kg, hỏi con có 46 kg à, cái lúc đó bây giờ lên được 3 kg rồi. Bà bước xuống đấy nghe, bà đạp cái chai nó lún xuống giống như một hũ lô cán đá vậy đó. Bà đạp nó lún đến chừng mà để vũ tiếp bà lên, hai anh em con đưa bà lên ở trên đậu văn kéo. Cô bác biết bây giờ là bà đứng không nổi ra trên kéo không được đó, bà mỏi hết không chịu nổi luôn rồi. Bà buông hai cái giò xuống, bà ngồi lên cái đầu con cái vũ luôn. Bà chối cái tay lên, bà nói cứu, bây giờ hết đi. Cuối cùng cũng lên được. Và có người chung cái hang được 13 ấy là mắc kẹt 25-30 phút là thường xuyên hoài. 2 đoàn, 3 đoàn là 9 người, thì cũng do ở nhà mình thiếu đi cái đạo đức tu hiền, thiếu đi lòng hiếu thảo với cha mẹ, chứ trở lại vô trong hang mà thiếu lòng tin, nói này nói kia hoài. Ở vô hang thì Phật vô đi có nói nghe nói hang là linh lắm, xuất thử cho biết ta là nói gì không. Đến chừng vô trọng thấy được không đi, tối thăm về mặt hết trơn, quay tới ra
cái chị cái mơ chị nói sao vô đây mà không có chịu chung vô hang mà trở lên rồi. Chị nói sao mà chắc này có buồn mà chân vô không được. Hỏi nãy giờ chị có nói gì không nha? Em nói nhẹ con câu à, em nói nghe nó linh lắm, xuống thử cho biết. Thôi chắc này mất đi rồi chị ơi. Cái bà này có nói xuống đây mà chị không đi mà chị nói thế gì đó nha. Mai chị có ra thành phố về ngoại, ông thằng cũng ra ngoại kéo bà vô chỗ này nữa. Bà nói chèn lại thời gian đâu mà rảnh đi vô đi ra bà. Cái bà xui mới nói thôi giờ chị đi kế em đi, nắm cái áo của em đi trước, chị đi sao cứ niệm Phật đi không sao. Tội nghiệp cái bà xui bà đi trước đó. Cái bà xui mà nói thách hồi nãy đó bà vô không được. Bà đứng cái tranh cửa người ba quằn hoài nhưng cái đòn vô không được. Đứng kế mặt kế bên nó bị béo phì nó vô cũng không được nữa. Dòm lên cái đá ở trên này nè. Nó nói có khi nào cục đá này nó sập xuống không chèm. Bà nói mập ơi đừng nói tầm bậy thật bạ tao muốn chết rồi. Tao nói nghe bà gung hồi nãy tối tao mày mặt mình mặt nó nói bà càng gung hơn nữa. Đến chừng mà bà lọt hồi vô tới cái cửa thứ năm rồi. Bà xui ở trước đó bà xá Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái bà này phải như bà niệm Phật bà xá theo đâu có sao đâu. Mới Nam Mô Di Đà Phật mà bà thấy bà kia xá xong bà kia bà dọt bà xá theo cũng không kịp luôn. Bà Nam Mô chờ em chứ chị xui. Nam Mô mà tàn kia chị xui không à. Đất này không có còn Phật chờ gì hết. Vô tới cái chỗ mà mẹ đẻ, chỗ bà mụ mà cái chỗ thường con đứng á, chỗ đó là mẹ đẻ nha. Thường mẹ đẻ là cái đầu từ phía tay lên trước không tóc, bà thả hai cái giò xuống trước. Bà lính cuốn chân thả giò xuống trước, bà lên đâu được. Tại vì bà ốm mà bà cao nữa. Thả hai giò xuống trước, kéo cái giò lên không được. Tôi nói bà ổn với bà dối cái này hoài, ơi sao dính cục đá rồi. Bà ngồi xuống không được, nhóc lên được. Bà dối thì bà nói chị xui ơi, chị xui. Trở lại chờ em, chị xui ơi. Bà kia bà nói đi chờ gì, bà nói em mắc kẹt rồi chị xui ơi. Bà nói vô đây đừng nói kẹt xui lắm, bà nói không em dính thiệt rồi chị. Nên cảnh bà ổn cái này rồi. Bà kéo mà kéo không ra, bà dọt lên bờ luôn, bà sợ dính luôn tới bả làm sao. Thế lúc đó đó, bà nói chú Mẫn ơi, chị xui tôi dính chẳng rồi chú ơi. Bây giờ nhìn thấy cái cảnh bà ở cái kiểu này hoài, ông Đậu Văn nói làm sao, con nói Đậu Văn ơi giờ nắm cái giò của cổ kéo lên kịch cho làm sao, nó cố gắng niệm Phật nha cô, chụp cái giò của ổ Nam Mô chứ đã kẹt, rồi dính nữa. Để ta niệm Phật mà mới Nam Mô rồi Phật chụp cái giò bà vung quá, bà vũ cái giò ra, bà niệm kẹt không. Đến chừng mà ra khỏi miệng hang á, ta nói nghe thưa cô bác biết nha, 25 phút đồng hồ, quả xá ta nói lên 4 hướng luôn. Đông Tây Nam Bắc chỗ nào cũng xá cho mình trả lễ mà. Đến chừng mà xá xong đâu còn chỗ nào xá đâu. Bỏ quay ra bỏ xá con với Vũ luôn. Bỏ nói con lại hai cha, từ đây tới già hai cha nhớ đừng xuống con vô chỗ này. Mà ai đâu xuống ở đâu, tại bỏ vô cái ai xuống không. Tại vô bỏ nói thí thí chổng rồi cho nên nó kẹt cái chổng bỏ đổ thừa ta. Một chuyến vô sơn cỡ tới già, leo đồi chút nữa bị hầm tha. Về nhà 6 tháng còn xanh mặt, từ giả núi non lãnh núi già luôn. Mấy năm nay không thấy bà đi núi nữa. Vậy thì con nói cái chỗ này đó là cái chỗ mà đi hang mà da vô đá, đi hang mà bị mắc kẹt đó là do ta không có lòng tin. Với thứ hai nữa là ở nhà làm việc sai quấy. Mà cái đò mình đi được chú đáo vì là cô bác mình ủng hộ, tràn vỗ tay mừng được cái gì. Là cái này đạo rồi đạo lý là thành công rồi đó quý vị. Nên thì bây giờ trong cái buổi chia tay chúng ta trở lại quê hương có rất là nhiều kỷ niệm lưu luyến. Thưa quý vị, bữa nay đó mình trở lại cái nhà của mình. Mà bây giờ con xin đố quý vị trong cái hội trường này nha, ai mà trả lời chúng đó hưởng thư điện thoại di động của Đạo Văn luôn. Bây giờ đố quý vị, bữa nay mình trở về nhà rồi, mình là ngoài nhà giờ đây là xin đố quý vị. Con người khi chúng ta mở mắt chào đời tới cái ngày nhắm mắt ra đi, mình ở tổng cộng được bao nhiêu căn nhà? 8 căn. Nhiêu căn? 8 căn. Chị là 8 căn phải không? Còn ai nữa không? 1 căn. Phái điện thoại trung dân rồi. 2 căn. Tổng cộng mình mấy căn nhà? Đã. Nhà đâu 8 căn chữ vậy ta? 8 căn. Bây giờ con đếm từ 1 tới 3. Nếu gì sẽ đại diện một người trả lời. Chứ giờ người nào người 1, người 2, người 3, người 4 thế nào cũng tới 10 dính cái điện thoại vào văn tội nghiệp bóng. Nếu đại diện một người nếu như mà trúng thì lãnh điện thoại, mà chặt thì thôi khỏi chung vậy chứ á.
chị ngồi dưới đi, ngồi dưới đi, mấy cái gan không sao không sao. Thầy ta bảo tu sao một xác hai hồn mới qua ngơ. Rồi xuống dưới đi hay đó. Thông tin dở hợp ra coi, gao găm ở dưới, cá mồi ở trên. Trời ơi, cá mồi đâu cũng thấy. Sống gì nổi chứ bả. Nhí lên kìa. Đội bảo vệ phải ở đây trực tiếp. Cái bả nhấn nhấn là phải kè liền. Nó không gì cũng vui rồi. Nhớ đạo trang lên bạn hai ôm và kéo xuống là rồi tôi khổ nha. Rồi bây giờ 1, 2, 3 nhiêu? 8 căn người thì 1 căn, người thì chỉ này chỉ 2 căn phải không? Bây giờ con đọc, nếu như ai chứng thì lãnh điện thoại, còn chặt thôi nha. Giờ khi mình mở mắt chào đời đó, mình ở trong cái nhà bảo sanh là 1, tức là bà mụ cho mình ra đời là 1 đúng không? Là 1 căn. Vài bữa đó cha mẹ rước về nhà của cha mẹ nữa là 2 căn đó. Rồi cái thời gian mình 3 tuổi, 2 tuổi đó, mình thường thường nắng đất đó mình chơi cái nhà gì? Nhà chòi nữa là 3 căn. Rồi đến chừng mà 6 tuổi, 7 tuổi cấp sách tới trường đi học tôi chơi cái nhà gì? Nhà trường, có nghĩa là 4 căn. Đến chừng mà năm 18 tuổi cha mẹ lập gia đình ra riêng, lập gia đình ra riêng cho cái nhà lá nữa là nhiêu? 5 căn. Mằng khá khá xây cho cái nhà tường nữa là 6 căn. Đến chừng bệnh chuyển thẳng vô nhà thương đó là 7 căn. Chị hết thương đưa như nhà xác đó là 8 căn. Lá thể thì nhà mồ đó là 9 căn. Cái nhà trọ này nó là 10 căn. Điện thoại xin trở về cứu chủ cho thân đơn. Mình tổng cộng là mình 10 căn nhà quý vị. Nhưng bây giờ tính kỹ đi, 10 căn nhà này tàn nhà mượn, nhà đảo, nhà của ông ta không à. Còn cái nhà thiệt của mình, cô bác biết ở đâu không? Ở trên Cực Lạc Tây Phương nó chẳng đó. Khuyên lớn nhỏ từ trai chí gái, thân phàm không tồn tại đừng mê, nơi nhà xưa cảnh cũ nhớ về, bạn đang ngóng mẹ cha đang đợi. Hồi xưa giờ chúng ta ở trên cái cổ trời đi xuống chứ không phải là thường đâu. Cũng góc ngày thượng đế xuống trần, nhưng mà do xuống đây là nơi ba cái điện tử, ba cái game, nó bóng game hoài, không có chuyện gì chậm. Do thì mình ở trần gian này chúng ta, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút, nào về ở mãi tới hôm nay. Đợt đi Du Sơn này, cô bác mình nếu ai có duyên á, thì nghe lời của thầy dạy, hoài đầu nghe tiếng trung nhân, trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch kinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật là lập thân khỏi trần. Thay vì hồi trước giờ đó, chúng ta ăn theo đời, ở theo đời, nói theo đời, chết thì chúng ta ở trong cuộc đời này nữa. Hôm nay ăn theo Phật, ở theo Phật, nói theo Phật, chết chúng ta sẽ thành Phật. À, bây giờ một cái bụi tre, ở trong bụi đó mấy chục cây mình kêu nó là cây tre, nhưng chúng ta chặt một cây mình gốc đàng hoàng, mình cắm kế cái chiếc xuồng đó, đúng cô bác kêu bằng cái cây gì? Đúng rồi đó, hồi nãy trong bụi đó nó là tre, nhưng mà mình cắm kế cái chiếc xuồng đó gọi là cây sào. Còn khi mà chúng ta cách nhà mình để theo mấy cái này kia bằng đòn gì? Đòn tay. Để giữa nhà gọi là đòn dâu. Mà chặt khúc khúc luôn vô người gà ăn tám hết bánh tét đó kia bằng gì? Củi. Rồi trẻ nhỏ nhỏ ra mình ăn cơm mình sẽ ăn kia bằng cái gì? Tâm. Đó. Vậy thì tâm, đòn dâu, đòn tay hay là củi, bản chất của nó cũng là cái tre. Tre thôi, nhưng mà đặt vị trí nào là tên chỗ đó nó khác nhau. Nếu tre mà để vô cà gà ông táo đó gọi là củi, mà để giữa nhà đó gọi là đồng dâm, mà nếu như sữa răng đó là gọi là tâm. Thưa quý vị, Phật tiên tánh con người mình ở cảnh giới địa ngục cũng vậy, cũng là một linh hồn thôi. Nhưng mà Phật tiên tánh các vị đặt cái vị trí tốt ở trên cao, đòn tay đòn dâm ở trển, cho nên các ngài ở trên kia. Còn chúng ta đặt vị trí linh trình cho nên cõi làm người. Còn có những linh hồn tội lỗi đặt vị trí tốt địa ngục ngạ quỷ dưới nên độc khổ. Phật tiên thánh muôn loài dặn dặn cũng ở trong quả đất dựng gầy,
các ngài đặt vị trí trên cao là siêu thanh nhẹ tách đường may ở trên kia. Còn nếu như chúng ta không tu trầm luân qua nghiệp thì càng gây thêm hoài. Nên chính này mình cố gắng mình đặt vị trí của mình ở trên cao, thay vì vị trí nào đó nếu chúng ta chịu đặt đó, là nó khác tên, nó thay đổi liền. Nên bây giờ mình cố gắng, hồi trước giờ khi mà chưa tu đó, là bên mấy anh đó thường thường đó, mình cầm cái chai đó ngã qua ngã lại đó là kêu bằng mấy ông quậy. Chuyến này là chúng ta là cầm cái hương lại rồi, đổi lại thành ông đạo, mình đổi cái vị trí lại. Hồi trước giờ bên mấy chị nó là chưa tu kêu bằng mũi đen, hôm nay mình tu đổi lại là mô Phật hết trơn, để mình thay đổi cái cuộc sống. Với trở lại cái thời gian nó vô thường, nó mau lắm. Như hôm hôm cô bác nghe đại vũ đọc cái bài thơ không, nhiều khi tu á, khi tu cứ nói bây giờ nhà chưa cất sao tu, chưa có làm xuôi sao tu. Hứa hẹn đủ điều nhưng mà mình đợi thời gian, chứ thời gian không chờ mình. Con người sanh ra cái lây quay biết trường biết bò, lớn chút cái búng dây thun nhảy cò cò, lớn chút nữa cái sơn móng giò móng tay, lớn chút nữa cái lai gai đầu đường xó chợ, lớn chút nữa cái dựng vợ gả chồng. Giác này như hoa hồng mới nở rồi kết nợ quan gia, làm mẹ làm cha làm ông làm bà, rồi già bệnh chết thì lết chung hờn nữa xong. Cuộc đời nó ma đúng không? À, lây quay đã nửa kiếp người, thu bay trên những ngọn cờ xanh xa, gió đàn mở mắt chim bao, biết như mộng viễn mà vẫn đau xé lòng. Cuộc đời gặm lại gấp nên ghê, về đổ tan thương khổ bủ bề, tài sắc tranh đua trong biển nghiệp, lợi danh câu nhữ giữa đường mê, ta bà đắp hết giờ tạm ở, cực lạc quê xưa nhất đỉnh ghê. Đó, cái này là trở lại quê hương cứu cũ của mình, chứ để thay tự thần chờ đợi thắng của gì. Hai ông nội đang đánh cờ tướng nha, ông cầm con xe ông nói chiếu, ông kia nói chiếu thì ông dở cái tay lên, tôi đỡ chứ gì hoài sao đỡ, nói xong là cái đầu gục xuống cái bàn cờ ông chết luôn. Còn cái cô nọ cổ đánh bài tứ sắc, cổ gục xuống cổ nói đôi, cổ ngã ngay đây cũng té luôn. Ông bên kia chiếu bà này đôi, là chiếu đôi là đôi chiếu, là mỗi người chiếc. Cuộc đời nó mau lắm. Còn cái chị nọ chỉ đánh bài tứ sắc lạ lắm nha, đánh bài cái tự nhiên đang đánh cái đầu nó nghiêng bên gì nè, bà kia mới nói bà nghiêng bà coi bài người ta cái này ai đánh lợi, bà ngã ở đây gục bà chết rồi. Đó, mau lắm. Nhưng mà mình tu nó quý vị, không bao giờ mình chết cách lạ gì đâu, lúc nào mình cũng chết trong cái an toàn. Mà kính thưa, mình sống lâu lắm, cái tuổi thọ ví dụ như ai 50 tuổi tu đi lên 60 70, còn ai 80 là lên tới 90. Mà cái tuổi thọ mình ví dụ như yếu mạng mấy năm 15 20 sẽ lên gấp đôi luôn. Tại vì Đức Thầy dạy là người ai mình xin nhắc lại đây là cái buổi sinh hoạt đạo đức cuối cùng là cũng là cái lời chia tay cuối cùng của rồi chúng ta thả cá phóng sanh là tăng phước này, hiếu thảo cha mẹ là tăng công đức, cho nên là cái phước này mình sẽ được sống lâu, sống lâu nó không có bao giờ là ngày thứ năm của cuộc đời này đó, là ngày thứ năm trong cái đoạn mình giải diễn giải thích của cuộc sống tình tài đến lợi, nó là vật chất quyến rũ con người. Nếu như ai biết tiết chế đó là chúng ta đang sống trong cái hạnh phúc. Bây giờ xin thưa quý vị, giả sử như cuộc đời của mình sống ở đây đó, ví dụ giờ con hôm nay con 42 tuổi, nếu như mà con nghĩ mình sống 100 tuổi đi, bây giờ 100 tuổi đi là còn lại là bao nhiêu năm, 58 năm đúng không? Bây giờ 58 năm nữa, bây giờ nếu như con cho con làm ông vua đi, bây giờ muốn gì được thấy đó, muốn có hoàng hậu có hoàng hậu, muốn công chúa có công chúa, muốn ngọc ngà cho quá, tôi nói 58 năm này muốn gì cũng được. Sau khi mà hưởng thụ 58 năm xong đó là xuống tuốt cái địa ngục ẩn đó. Rồi á, đó là trong cái cảnh luân hồi hoài. Còn nếu trong 58 năm này mình hy sinh gói thân vật của đạo đó, chúng ta sống vĩnh viễn quý vị. Vì đời thượng quân thôi là 10.000 tuổi, 10.000 tuổi so với 50 mấy năm cái nào hơn, nó gấp mấy trăm lần bên kia. Nó là thượng quân đơn giản, còn mới cực lạc với cảnh tiên với chẩn là sống hoài không mất. Đức Thầy dạy lớn trần nạn ách phải dương, muốn qua chung khổ tìm đường bồng lai, ngày kia được trở gốc hài, về nơi thiên cảnh ngàn ngày đẹp tươi. Thì được cuộc đời mình nghĩ đi, bao nhiêu năm, nói 100 năm chứ ai sống lâu chừng nào cũng nói nó mệt chừng nấy. Chừng 60 tuổi trở lại còn khỏe, nghe lên tới 60 ngoài tuổi là nó nhức từ từ. Nói 60 là khuyến mãi tốt đó, bây giờ cũng nói 40 cũng nhức rồi, nhức mỏi rồi, lo lắng đủ điều trên cuộc sống trần gian này. Thôi thì mình nhường bớt lại cho thiên hạ đi, chúng ta bước chân vào cửa đạo để tìm sự sống.
bước đường trần cho tiếp nói mãi phiêu lưu, nơi cửa đạo dừng chân trong diện xứ. Thay vì cuộc sống ở thế gian, quý vị nhé, mình đi núi cái đợt này, đáng lẽ cô bác mình không có tâm đạo đó là mình ở nhà hết trơn à. Lên trên đây nè, lội bộ cực khổ nè, rồi thức khuya dậy sớm nè, đến chi vậy? Để chúng ta có cái phước để mình bước lên cái cuộc đời mới. Chứ nếu như cô bác mình không có tâm đạo, bảo đảm không ai đi gì đâu, đi núi rất là cực. Còn ăn chay đó, nó không ngon như đồ ăn mặn thiệt, nhưng mà đây là cái phước đức để chúng ta không tạo cái quan trái trong cái kiếp luân hồi. Thưa quý vị, mình coi cái lương mình biết đó, cái người nào mà đóng dây chánh ha, là cái người đó phải khổ từ cái màn đầu tới màn cuối. Giống như đi núi 5 ngày này là cô bác đóng dây chánh trong 5 ngày là khổ, tôi nói cực từ cái ngày đầu tới cái ngày về luôn, lội vất vả quá xá. Là cho đâu là mình đóng dây vũ linh lệ thủy mình đóng chắc. Còn thí dụ ai mà không có đóng dây chánh, đóng dây giống như linh tâm đó nha, tôi nói màn nào cũng vô chứ đó, tiền của người ta cũng thâu vô, rồi của người ta cũng thâu vô, vợ của người ta cũng thâu vô, thâu cho giữ rồi cuối tuần có gì đâu cái gì. Lệ thủy vũ linh khổ khổ khổ, hết tuần có chỗ người ta ngồi, còn cái linh tâm đang cười kha kha kha, hết tuần khiêng lên băng ca luôn. À, thôi nó môi phải dừng lại, dừng lại, dừng lại. Như như được rồi, vỗ tay thôi đứng lên. Như anh ngầu rồi. Như được rồi, thắng lại liền. Thắng lại. Quynh là phải dòm dòm, phải bảo vệ trực tiếp thôi Quynh. Quynh để mình làm ăn rồi, yêu cầu bánh nhóng lên là Quynh dằn lại xuống liền nha. Rồi giao cho Quynh đó. Thì bây giờ, giữa hai con đường chúng ta chọn. Ở bên đây á, là cái trường đời, ở bên đây là cái nẻo đạo. Nếu như cái trường đời á, là hạnh phúc trước nhưng mà khổ sau dài dặn, còn cái đường đạo tuy hôm nay khổ nhưng mà sau này chúng ta sống muôn thu. Giữa hai con đường chúng ta chọn một. Đời ta nói dữ, đạo mình nói lành, người ta ăn mặn mình ăn chay, người ta nói dai mình nhẫn nhục, người ta ưa thì dục mình phải thích tham thiền, người ta mê tiền mình phải mê công đức, người ta giận tức mình phải an vui, người ta tu lùi mình phải tu tiến, người ta làm biến mình siêng năng, người ta lăn xăng mình đầm thắm, người ta ăn nước mắm mình ăn nước tương, nữa mình về Tây phương người ta ở lại. Thế thì thời gian cũng gần sáng rồi, con chia tay cô bác chừng nhiêu đó thôi. Để coi nếu có thời gian anh Nghĩa lên với cô bác chừng 5-10 phút nữa thì chúng ta sẽ gọi là Đệ Nhí lên công bố chương trình đăng, mình dùng cơ mình sẽ xuống trên núi. Thế thì thưa quý vị, cái chuyến du sơn này anh em tụi con rất là thương cô bác, thương mến nhiều lắm. Thì thấy quý vị là rất là cực khổ trong chuyến đi, nhưng mà bữa nay mình về rồi không biết bao giờ gặp lại, cho nên mình về cái mình gắn cái mình coi lại cái những cái đoạn phim của mình để nhớ kỷ niệm. Như hồi nãy Văn nói với con, anh Phận ơi, thấy thương cô bác quá, bữa nay chia tay không biết nào gặp lại, nhưng mà không biết giờ chia tay không biết có món quà nào tặng cho bà con để nhớ hoài. Con nói thôi chút xíu nữa để xuống chân núi, để đi trước đi, để lấy chiếc xe chạy thẳng ra cái chỗ mà cái tiệm vàng Chi Tôn đó, cái tiệm vàng Kim Hương vậy đó, cái đoạn mình có 200 người để mua mỗi người tặng mỗi người chỉ giùm tôi được không quý vị? Kiểu này chắc đi Bình Dương mất nước tương luôn. Văn nói anh Phạm ơi, đi núi đi ngon tiền đâu mà mỗi người chỉ thôi không nổi. Bây giờ nó thôi, bây giờ là ý kiến gì, bây giờ là vàng đó là tặng cho cô bác đó thì mình xài thời gian nó cũng hết nè. Thôi chút xíu nữa mình xuống với ban hậu cần đó, mình xin chịnh lít muối đi, mình tặng mỗi người cục đó, mình ăn cho nó mặn mà tình nghĩa được không quý vị? Tình nghĩa nó sẽ còn dài ha, chứ nói cho vui chứ vàng đâu tặng, rồi với muối cũng không có nữa. Nhưng mà cái nghĩa tình thắt chặt, giờ mấy anh em tụi con trong ban tổ chức đoàn xin nguyện gieo duyên cùng tất cả bà con trong chuyến đi này, kết cái tình đạo đức trên 5 năm 7 núi. Chúng ta sẽ là đồng đạo từ đây trở về sau. Nếu bữa nay quý vị trở về nhà, nếu như mà thuận duyên tu hành tinh tấn mà đắc đạo trước con đó ha, nhớ trở lại đây vớt siêu mỏng với nha. Còn mấy anh em con nếu đắc đạo trước trở đây rủ của bác tu, quý vị chịu không? Thì trước giờ chia tay, xin chúc cho quý vị trở về nhà lúc nào cũng nhiều sức khỏe, chúc an lành, chúc được trẻ được tươi, chúc trên môi luôn nở những nụ cười, chúc hạnh phúc, chúc mọi người no ấm, chúc gia đạo luôn được an lành trầm ấm, chúc con hiền thì như ý nguyện trong tâm, chúc mùa màng, chúc hạnh phúc suốt năm, chúc hiện tại, chúc âm thầm trong dạ, chúc lời cuối con xin chúc cầu tất cả, chúc đường tu hối hạ tiến nhanh, chúc liên đài xem báo điểm danh, và chúc cô bác đạt thành như ý nguyện luôn.
Dạ thưa quý vị, thì vừa qua đầu phận đã nói lên ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Giờ đây đẩy theo chương trình tiếp theo bên đây nói về cái đồng hồ chia tay mà quý ông họ lấy một trang bắt tay nói những người còn lần đầu tiên trong đời nói chuyện mà bỏ chạy chia tay. Nó quạt, nó quạt nha, cục cưng mát nghe, mát nghe, rồi ăn da ua cho nó mịn da nó trời, trời. Cái này bây giờ bả rồi cái nói tàn cái này mà cục cưng của ông đó hả, cái này thuộc gì cục xương á, vì bả ốm nhách mà xưa mà thở đau da mà ăn da ua mịn da mặt già nó nhăn hồi hết trơn rồi. Hồi xưa còn trẻ đó, hồi thời còn con gái đó, người ta mà hủ kem xài 8 lần mà bây giờ bả mà xài 1 lần 8 hũ kem mới đủ chưa nữa, mấy cái đường mương của bả đưa xuống lặn hũ, đưa xuống lặn hũ mà ổng bả kêu cục cưng không à. Cái tôi nói vậy ổng ngại đó vậy, ổng nói là chèn ơi đại dân không biết chứ nghịch ông bà xưa ta nói rồi. Tôi hỏi nói làm sao, bả nói ông bà xưa ta nói con cá làm ra con mắm, vợ chồng già thương lắm đại dân ơi. Nó nói rằng dân chương dữ à. Cái tôi quay qua tôi nói bây giờ hồi xưa đó chú nói vậy đúng rồi, hồi xưa ta nói là con cá làm ra con mắm là cái người ta muốn làm con mắm, mà bây giờ ngược lại ta không làm con mắm, mà bây giờ ta nói con cá làm ra con khô, vợ trừ chồng già thương không có vô. Ông nói để làm gì chết văn chương dân trời. Bắt đầu cái gì mình biết làm sao không, ổng thì ổng thích văn chương rồi bắt đầu là ổng đi núi đó, ông nghe đạo Phật đạo đạo sư mỏng nói chuyện làm thơ hay quá, cái câu thơ của người ta, bài thơ của người ta nó đẹp tuyệt vời. Cái câu thơ như thế này đọc cái gì mình nghe là nó hay nha. Câu thơ người ta nói là anh thương em như thủy hồ tô hải, tức là như trăng mà nó gọi xuống dưới nước hồ vậy đó. Nguyệt đảnh sơn là đài kiến bắc lai, tức là anh thương em như thủy hồ tô hải, nguyệt đảnh sơn là đài kiến bắc lai là câu thơ người ta, tức là nói cái trăng sáng lấp lánh xuống dưới dòng sông nó đẹp mơ mộng, đẹp dữ lắm. Bắt đầu ổng nghe vậy đó, vì ổng thuộc không biết thuộc sao mà ổng đọc hay lắm. Bắt đầu nghe chiều về quá vậy ơi, tới nhà trọ đó cái ổng lại ổng kêu bả cục cưng ơi, cục cưng lại đây, lại đây. Cái bả lại cái ổng lại nói, để anh đọc bài thơ này cho nghe, mới đọc bài thơ hay lắm. Hỏi bài thơ gì nói bài thơ ông đạo sư mỏng ông đọc mà hay lắm, để anh đọc cho cục cưng nghe. Cái bả nói ừ mình đọc đi, cái ổng đọc bây giờ biết đọc sao không? Không đọc rồi là tôi buông micro luôn á. Không đọc gì nè, bài thơ của đạo sư mỏng đọc gì nè, để anh đọc cho mình nghe. Sẵn bữa nay đó kỷ niệm ngày 8 tháng 3, anh đọc bài này anh tặng cho cục cưng luôn. Mà đó giờ ổng làm thơ, đây làm thơ, bài thơ gì nè, ổng còn ghi vô tay á, sợ lộn á. Ổng nói anh có ghi vô tay, để anh đọc. Tao thương mày như khỉ ngồi bờ cải. Tao thương mày như khỉ ngồi bờ cải, rồi ngựa chạy đường dài chó sủa nai. Trời ơi, ta nghe xong ta vỗ tay cái gần. Quay qua ta nói tần đắc ơi, cái bài thơ ông ở đâu mà ông đọc bài thơ gì mà ngặt nghèo vậy? Ông nói bài ơi, bài thơ tôi mới học của đạo sư mỏng. Tôi nói dòng đạo sư mỏng đọc bài thơ để ý nghĩa gì? Ông nói thật biết mà. Ông kể ông đọc hay lắm. Ông đọc là tao thương mày như khỉ ngồi bờ cải, tức là tao thương mày. Cái đầu hồi đó giờ kêu bả cục cưng không đó. Cái đọc bài thơ xong bả quay bả nói từ đây với sau đừng có gặp mặt tôi nha, quỷ già nha. Cục cưng không đó, mấy 70 mấy năm mà mới có bài thơ chữ quỷ già. Quỷ già đi tới đi chỗ khác nha. Đọc bài thơ ý nó làm sao hả? Ý nó tôi là giống như là khỉ già ngồi bờ cải hả, rồi ngựa chạy đường dài chó sủa nai hả, tức là ý nói tôi giống như khỉ già sau này phải không? Bà tán hả, bà tay nói thèm tôi đọc bài thơ hay mà tán tôi. Bà thơ hay của bác che mình đường mấy trôi dặn chân kia thôn kia bao bán mấy chia ly người thân. Mẹ ơi con vẫn còn sống trong sinh già bờ bờ tử, nhưng con quy tu hành để về mẹ ở tây phương. Mẹ là nắng ấm tình
tình thương là dòng sữa ngọt cho con nên người. Hỡi ai con mẹ bên ta, đừng làm mẹ khóc chán qua nghỉ chơi. Một khi mẹ đã đi rồi, ngàn thu dính dính hay ông bên mình hồi xưa làm là nghệ sĩ mà do hoàn cảnh quá à, đi làm nghệ sĩ chứ cái giọng con mà theo thi với Châu Thanh đó, hay là Châu Thanh phải ở lại á, tại vì Châu Thanh ổng đậu mà là ổng lãnh giải con gớt con về tu. Thì thưa cùng tất cả cô bác anh chị em, thôi thì thời gian cũng không còn nữa, thì tức là trời cũng đã sáng rồi. Thì vừa qua con gửi đến cô bác cho chúng ta một câu chuyện là món quà tinh thần trong cái buổi sáng, tức là trái tim của người mẹ. Thì qua câu chuyện này đó, chúng ta hiểu được và chúng ta thấm được những từng câu của câu chuyện. Thì chúng ta nhớ thương cha mẹ của mình, những em trai, những em gái đó. Thì trong chuyến đi này về với em trai, với em gái ơi, trong mấy ngày này cha mẹ mình cho mình đi đó, cha mẹ mình ở nhà nhớ nhung mình nhiều lắm. Nhưng mà cha mẹ mình muốn cho mình đi chuyến đuối này với chú Nhí đó, chắc là về nhà con mình sẽ hiếu thảo, sẽ chăm ngoan. Tại vì dạn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống cho nên phụ bạc. Nên khi về nhà cái này đó nghe, mấy đứa em mình hôm gà đi mấy ngày, cha mẹ mình ship đồ cho mình, giặt đồ cho mình, lo cho mình đi, cho tiền mình đi đó. Chuyến đi này về quý vị mấy đứa em mình đừng có làm phụ lòng cha mẹ. Nghe lời tôi đi về nhà cha mẹ thương lắm. Đi về nhà xuống cái chân lâm viên núi Cấm, nó mua giùm tôi một ký bòn bon, với hộp sữa bò và bốn trái cam nha. Về nhà là chuyến này về nhà là phải ngoan hiền nha. Lúc đi á mình không thương cha mẹ, mà về nhà lúc này mình về gặp cha mẹ là dạ thưa mẹ con đi núi mới về. À chàng ơi bà thương liền đi ơi, bà nói chàng ơi con 21 nha, còn chú Nhí đi núi hoặc giả đi Hà Nội đi đâu đó, má cho con đi nửa nha con, nửa nha con. Mà dùng thứ đi núi về 4-5 ngày đó, có quả là bị đồ, đem thêm 10 bộ đồ mà nó không giặt gì nhà, dùng có bị cái in. Bà già nói con đi núi mới về đó con, ừ, mới núi về mệt, muốn chết bà hỏi cái gì. Rồi luôn, bà nói thôi, thứ này mới ở nhà, nha, ở nhà mới mốt đồ, chú Nhí đi đâu là mày đừng đi theo nha. Cái này là gói mà tội nghiệp tạo dưới cho cái gì. Thôi thì đôi lời nhắn nhủ với em và đôi lời tâm sự của bác anh em chúng ta trên buổi sáng này. Đến đây con xin kết thúc lại cái câu chuyện và kính chúc bác mình có một sức khỏe dồi dào, luôn luôn lúc nào cũng đỡ nụ cười trên môi và có một sức khỏe để tiếp tục cùng bước đường Dương Sơn Hải Đất trong buổi sáng này. Đến đây xin dứt lời Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy giờ tôi chưa từng thấy luôn, khán giả nó vừa con giảng viên chạy bỏ dép luôn. Là cái sợ quá trời. Hôm qua hốt nguyên con gắn mặt nửa luôn quý vị. Tôi xin 15 phút thôi nghe chị. Nói trúng tim á, đừng có chạy lên tôi bỏ ghét nữa đó. Dạ kính thưa thần thầy cô bác và anh chị em nhìn chị thân mến, bà nói một chuyến đi rất là tuyệt vời. Trong 5 ngày đó, mặc dầu Đề Nghĩa ít xuất hiện ở trên diễn đàn, cho nên mấy ông đạo ông gọi Đề Nghĩa là người đẹp phía đằng. Vì vậy mà trong khi mà Đệ Nghĩa gắn bó với bà con mình á, ít xuất hiện trên diễn đàn, nhưng mà cái tình cảm rất là gắn bó quý vị. Quý vị biết không, cái ngày đầu tiên mà qua Ba Chúc á, thì bà con mình lên xe, đi xe bốn bánh, còn Đệ Nghĩa phải chạy xe nhà theo quý vị. Chạy vòng một cua còn hơn là cái cua vàng nao, cũng phải dám chạy, chạy theo với bà con mình. Thì tới hôm nay là cái ngày cuối cùng. Phải nói nếu mà thời gian mà bà con mình không có công việc nhà, để cái yêu cầu để Nhí thêm 3 ngày nữa thì lại ăn. Nói lời với ông Nhí vậy, ông Nhí nói thôi đi tôi về, cái này tôi dán nghệ luôn. Nói sao ạ? Tôi thấy chưa phải tháng 7 mà mới bước chân lên núi thôi là ra đi hết một người. Ông kia ông trở về nhà trên mới chứ chưa cái ra đi một người nữa quý vị. Tháng 7 là tháng gì quý vị? Không có phải à, nói tháng của phòng là tôi kiện à. Tháng Du Lan mà tại ổng tập
là cái tháng của hồn của dịch. Vậy thì ngày hôm nay giờ phút nữa thôi là đệ nghĩa chia tay với bà con mình, đệ nghĩa ta chạy về quê của dịch, chạy một mình về quê, quê chợ mới của dịch. Buồn không bà con mình? Buồn muốn rơi nước mắt luôn. Quý vị biết không, vào năm 1992, ta đang nhập giai 2002-2004 quý vị biết không, năm 2000 đó tu sĩ rất là đông luôn, sớm của đại nghĩa trên dưới cứ khoảng 300 người. Nhưng mà đến năm 2002, năm 2004, bị một trận cuồng phong quý vị, tơi tả như cánh phù bình cho giữa dòng sông, chỉ còn lại vài người thôi quý vị, vài hoa sen thôi. Ở đây địa nghĩa chợ mới nè, còn Đệ Phạm thì ở Bà Vệ, còn ông Danh thì ở Vĩnh Long, Đệ Vũ thì ở Lò Mo quý vị. Kết hợp lại mới tổ chức đi như gì quý vị, chứ đâu phải ở gần gũi đâu. Còn ông Nhí thì Lai Dung quý vị, cách xa rất là xa, nhưng mà phải nhiệt tình với bà con mình, đi cho hết chuyến quý vị biết không. Sở dĩ đề nghị không lên hướng dẫn chương trình cúng, hoặc là hướng dẫn chương trình để đọc giảng hay là nói đạo, vì có một thời gian đề nghị bị dứt phản quý vị. Và năm 2004 đề nghị qua Tân Quế mướn đất làm đông bằng, ở đây quen người cái cô này là cô Úc Ni. Cổ phát tâm cô tu được 3 năm quý vị, giờ cổ động duy cái người bạn tu cùng với cô, thì cô tu khoảng 5 năm, cái nửa chừng cô chán, cô không tu nữa. Cô nói, chị ơi bây giờ cô không tu nữa, giờ cô tu hết nổi rồi, giờ cô tính ra đời, cô nghỉ tu. Thì lúc bây giờ người chị nói, chị là cái người hướng dẫn cho tu, mà bây giờ chị ra đời là tôi tu với ai? Thôi chị chán tu đi, đời bây giờ nó không còn bao lâu nữa. Lúc bây giờ khuyên cái người mà chị khuyên á, khuyên ngược lại chị. Cái thời gian 2-3 ngày sau chạy lên nói, giờ tôi tu không nổi nữa, ăn chay không nổi nữa, giờ tôi ra đời mới được. Nhưng mà đặc biệt trong 3 năm nay tôi tu, nếu chị mua tôi bán lại, 3 năm tôi bán 2 tỷ vàng. Cái cô mà được người chị động viên đó, tôi nói cô tu đó bây giờ tự nhiên cô bán tôi, bán 3 năm tu cho tôi, giờ làm sao mua liền với chị. Thì cái cô mà mới phát tâm tu chỉ có 1 năm thôi, mua 3 năm tu của cô Úc Ni là được 4 năm. Tôi nói vàng của tôi chỉ có 1 chỉ thôi, nhưng mà tôi mượn con tôi thêm 1 chỉ nữa là 2 chỉ. Nhưng đặc biệt nha, chị bán tôi làm giấy tờ đàng hoàng, trình lên cổ quyền, trình lên nó ta bảo tôi là Úc Ni, còn tôi là chị Lan, ngày mấy tháng mấy tôi bán cho chị Úc Lan này 3 năm tu của tôi bằng 2 chỉ vàng, và chị ký tên vào đây. Rồi quý vị trình lên nó tâm bản cho cổ quyền. Rồi sự việc quý vị biết không, trải qua cả nửa tháng sau, tự nhiên cô Úc Ni này, cô ngủ cô nằm trên bao, cô thấy có một chiếc xe, chiếc ghe rất là lớn, ghe cài từ miền trên đi xuống quý vị. Ở trên xe toàn là nữ không, mà tặng toàn là đồ đen không quý vị. Tôi xuống xong tôi giặt đồ, cái chiếc xe nó mới ngoắt lại, cái ghe đó nói, chị Úc ơi chị Úc, đi theo tôi này chơi chị Úc, chị em tôi đi vui với mấy chị, đi chị. Cái ghé vô chị bước lên ghe chị đi luôn quý vị. Rồi chiếc ghe nó đi luôn, không trở về trả lại cái cổ gì. Sáng ra cô nấu cơm, cô mới nói với ông chồng, cô nằm trên bao như vậy đó, cái cô rất là buồn. Cái ông chồng nói, bà tối ngày mộng mỹ, giờ trên bao không có gì đâu. Thì chưa kịp bưng cái chén cơm là năm cái gì, cô quẹo cổ ra cô chết. Lúc đó đề nghị tôi nghe, chưa từng làm hướng dẫn chương trình, lúc đó giảng viên chắc ít cái gì, mới yêu cầu đề nghị hướng dẫn chương trình để mà niệm cô và ra đi chưa. Quý vị biết không, đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện á, ý đọc cái bài Tây Phương Thích Giảng á, cái đoạn cuối á, không đưa bà về Cực Lạc, mà đệ nghĩa nói, đưa cho bà Úc Ni này về miền Âm Phủ. Cái đoạn cuối á quý vị, mà đọc 3 lần như vậy đó,
tôi nói thôi mình rung quá làm không được. Rồi từ đó tới giờ quý vị không bao giờ đề nghĩa lên hướng dẫn chương trình và hướng dẫn cúng quý vị. Quý vị thấy không, cái gì nó cũng phải trải qua một cái thử thách của nó, nhưng mà cái thử thách đó phải đòi hỏi mình có kiên nhẫn hay không. Từ đó nếu mà đại nghĩa mà nói gì rung lên là nó ép tim là nói không được. Cũng như quý vị điểm hôm đọc giác nghiệp trong đạo danh nói chuyện thôi mà đại nghĩa rung đó, nó đọc không ra hơi luôn, đọc hai con nữa dám chết tại chỗ. Cho nên diễn đàn là cái chi ai đi đến đó sao nữa quý vị, lầm liền phát rung không phải dễ ăn đâu quý vị. Vào rừng bắt cọp thì nó rất là dễ, nhưng mà nó đứng trước công chúng nói chuyện rất là khó quý vị. Quý vị ngồi dưới nghe rất là dễ, nhưng mà nói ở đây không phải muốn nói gì nói, phải lựa lời dùng từ cho nó yên đẹp, kể mỗi chuyện cho nó hợp với hội trường. Rồi trước khi lên đây phải niệm Phật cái gì, rồi phải đi chợ đoàn, không đi cái chất đồ cho đi đâu, phải cầu nguyện một tuần hoặc là nửa tháng cho mình đi được hợp với bà con mình. Chứ nếu không lên đây chỉ cầm ấm ở chô thôi là bà con bỏ hết cái gì, bỏ hội trường. Giảng viên sợ nhất khi mà hội trường lên nói chuyện mà bà con mình bỏ đi xuống hoặc là đi nằm hoặc là không nghe nữa. Đây là vấn đề rất là khó cho giảng viên quý vị. Anh em ở trong đoàn hôm già nói cái đoàn của mình tuy rằng đi là hai xe nhưng mà thi lên nói chuyện chỉ có một xe thôi, nhưng mà như vậy đó không thêm mà không bớt, năm ngày quý vị không bỏ hội trường. Như vậy thì quý vị biết không, cũng là một cái duyên. Chứ người ta không có duyên người ta đâu có chịu nghe đâu, thà là cái xuống dưới mà nằm dặn. Nhưng mà đặc biệt có một điều anh em của chúng tôi làm hết công phận quý vị. Một người đại nghĩa cũng chẳng nói, hai người mà ủng hộ đại nghĩa cũng chẳng nói. Cho nên bổn phận của con người giảng viên là phải làm hết mình, không nghĩ gì hết quý vị. Thương giảng viên hơn bà con mình, thương thì hãy vỗ tay một tràng pháo quý vị. Phải nói vào cái thời kỳ này là cái thời kỳ kết thúc quý vị, nhưng mà tu sĩ rất là ít. Bây giờ mà bà con mình chạy giao đường thôi, ít có gặp không thiện. Bởi vì trẻ thì ra đời lập nghiệp làm ăn, chỉ còn lại vài người thôi quý vị. Ở đây đề nghĩa xin mở lên một cái dấu ngoặc để cho bà con một mẫu chuyện. Giống như cái người tu mà gần đạt được tới đỉnh rồi mà bỏ cuộc quý vị. Đường đi ra Hà Nội nó có cái tỉnh Nghệ An, cái núi này là gọi là cái núi ông Từ Thức. Thì ông Từ Thức là ông làm một vị quan ở trong triều đình đó, nhưng đặc biệt có một điều ở trong hoàng cung ngoài nội viên qua mà ở trong nội viên đó, ai là cái người hái qua mà quân sĩ bắt được là phải xử chém. Một hôm thì cái nàng giáng hương này là nàng tiên quý vị xuống trần, nhưng đặc biệt bà vô trong cái nội viên đó bà thấy cái loại hoa rất là đẹp lạ thì bà mới giới ta bà hái. Lúc bây giờ quân trời cái quả vị gấp 100.000 lần ở đây quý vị. Ở đây chúng ta chạy xe nè, xe bún bánh nè, tiền có thể chắc lên tới đầu, nhưng mà một thời gian rồi nó sẽ hết. Mà cái quả vị của người tu không bao giờ hết quý vị. Sợ là chúng ta không có đức để hưởng thôi. Cái thầy nói là những mơ ước hồi quy thượng cổ thì hết câu ái ố dèm pha, phương nam dạng mập chói lòa, nhu ly hữu bách mấy tòa đài cung, dành cho cả lầm chung cánh trực, vương quần thành náo nức vui tươi, liên qua đôi nở nụ cười, giúp tôi đưa tấm chào người chân tu. Cái quả chuyện dành cho những người tu, bà con mình chịu tu không? Tu không phải là khó khăn, không phải là cạo đầu, đắp y mang bát vào chùa xuất gia là tu, nhưng tu là sửa quý vị. Còn ngày xưa mình nói ra một cái ụt, sáng một cái ầm, cái mặt chằm chằm, ai cũng sợ hết, thì hôm nay mình sửa ngay cái chỗ đó. Ngày xưa mình chạy xe hết tốc độ, đàn gà mà đi ngang qua đường, nó có trong đó có 90 con, tâm vô cái bực. Rồi đó, bây giờ mình thấy đàn nhạc gà đi ngang đường, dừng lại, nhường đường cho nó qua, thì đó là tu quý vị.
đi đường mà thấy cục đá và cái cây nằm ngổn ngang ngoài đường, thế là chiếc xe sau cũng dướng lên là té, mình tát đáy vào trong. Thì đó là tu cái gì? Cách đây có một năm đại nghĩa đi qua bên Ba Trăng đi đánh dỗ, cái mùa mưa như gì nè quý vị, đang chạy xe trên là đường vậy đó, có con cá rô nó lóc vào trong quán không mà thấy trên cá rô, nó có chi cái đại nghĩa quý vị, đại nghĩa mặc đồ tu nhưng mà thấy nó lóc vậy ngừng xe xuống bắt nó ở trong quán cà phê quý vị biết không, ta giờ người ta thấy ồ ôn đạo thì rồi gặp cá không bắt nó, cái mình cầm trong tay một tay lái xe và một tay cầm con cá chạy lên tới đầu cầu và dân ngừng lại thảy con cá xuống. Thì mấy ông nói ô ông này ông bắt con cá ông phóng sanh, thì đây là người là tu quý vị, quý vị ha, biết không, nói thật cái con vật nó không bao giờ muốn cho chúng ta giết nó, con vật nó rất là có tính linh. Quý vị thấy vào cái mùa mưa là kiến nó bò lên cao quý vị, hoặc là nó bò lên nó đùng gối rồi nó tha trứng tha con lên nó, nhưng mà mình không bao giờ có như nó. Quý vị thấy không, con kiến mà nó biết một tuần nó mưa hoặc là ba bữa nó mưa là nó đùng ổ lên quý vị, hoặc là nó tha trứng tha con lên lên cây cao, còn mình không bao giờ được. Chỉ mưa mình mới giúp mưa, còn nó biết giúp má chi tiêu để cho chúng ta có sức khỏe để du sơn ở núi. Xin thay mặt cho ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đại viên, quý vị đại viên cùng với đại viên đã không phụ lòng bà của đại nhí mà cùng chung tay với nhau để dẫn dắt lo cho cô bác chị em xuyên suốt trong ngày qua. Dẫu biết là cái công việc ở nhà còn gian chân lắm, mỗi lần hàng mỗi tiếng công an việc làm quân khi ai đầu cùng thông báo là cũng béo sắp xếp để phục vụ cho bà con. Nhà đây cũng xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân, quý nhà tài trợ đã xuyên suốt nhiều năm cũng như hôm nay là cùng đồng hành với đại nhí để ủng hộ những con gạo, những phần quà tinh thần cũng như vật chất để cho tàu chúng ta được viên mãn. Dẫu biết là mỗi chiếc xe lượng thu lại là không bao nhiêu, nhưng ý tôi còn là muốn tổ chức tạo điều kiện tốt nhất cho bà con. Dẫu biết là giá tiền cũng như chân á, nhưng mà đối với những người có khả năng, còn đối với những người không có khả năng 300 ngàn có thể là sẽ làm cả từng rãnh khó hơn cái gì. Trong đoàn chúng ta là có một số là được nhà tài trợ ủng hộ không lấy tiền giấy, mà cái người nhận tức là cái người lấy giấy á ủng hộ lại. Nên chiếc này á xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhà tài trợ đã tạo cái động lực niềm tin cho đại nhí phục vụ bà con trong những chuyến đi sau. Nó rất cực cái gì, khi một tổ chức một cái chuyến đi nó rất là cực lắm, lúc nào lo xe cậu, sợ bà con đăng ký rồi không biết đủ giới không, sợ đi rồi không biết giờ có ai ủng hộ hay là chỉ bình dương đứng chân nữa, lo lắm, lo nhiều khi ngủ không được nữa, mà lên núi gặp những cái tai nạn đó. Nhưng may mắn gì chúng ta cái tinh thần đạo đức chúng ta với nhau, mọi việc khó chúng ta đều qua được hết. Thì ý nghĩa trong một chuyến du sơn và là cuối cùng đại diện các mong tất cả quý bác chị sau khi chuyến du sơn thành công này chúng ta trở về nhà làm ơn nhớ ơn cha mẹ Phật dùng ít nhất muốn một tháng 4 ngày, nếu có khả năng thì chúng ta tiến lên để chi, nó là một món quà để trao lại cho ban hội tổ chức, ban hội cần cùng tất cả quý anh chị. Nói chung đoàn đi thì không là lỗ, không quan trọng chuyện đó, miễn sao về một chuyến đi này 200 ngàn, một người phát tâm ăn chay trường đó là rất là quý vị, nó còn hơn là một cây vàng nữa, rất là mừng. Nhưng trong danh sách phát tâm rất là nhiều, rất là mừng. Chuyến này nói chung là đã thành công rồi đó.
Kính thưa quý vị, trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta sử dụng cơm xong rồi những chiếc bị đó chúng ta gom lại, vị nào đau bụng thì chúng ta gom gửi xe sẽ vận chuyển xuống dưới, còn vị nào mà đi xe đó thì chúng ta cơm xong đi xuống dưới nhà xe dưới nằm chờ. Còn lộ bộ đó thì chúng ta còn đi viếng rất là nhiều chỗ, một là chùa Vạn Linh nè, hai là điện Phù Hâm, ba là điện Sơn Thần, điện dù Quỳnh Long, dù Bà, điện Cao Tầng, là chùa Phật nhỏ chúng ta làm lễ Hạ Sơn. Đó là cái chiến Diêu Sơn trong buổi sáng hôm nay để chúng ta nắm rõ. À, vì nào mà chúng ta đi lên điện Phù Hâm mà không có được đó, không có nổi đó, chúng ta đi xe lên chảnh để chờ đòn lên chảnh, chúng ta làm lễ tập thể như vậy. Chuyến đi này như vậy, thay mặt cho đòn, trong những chuyến, trong những ngày qua, cơm khê, cơm nhỏ, cơm khác, cơm sống, hay là những món ăn không vừa miệng gì, hay là những cái sự tiếp đón, tiếp đãi, cái ngủ ghê, cũng như là cái sự tiếp đón có hơi dễ, cái gì cũng thông cảm bỏ qua cho đòn. Xin đây, xin cầu chúc cho tất cả các chị được nhiều sức khỏe, thân tâm cực hay là đạo quả di dung. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là cái buổi cơm sáng để mình chuẩn bị mình lên đường đi Du Sơn Bảy Núi cái ngày thứ năm, cũng là cái ngày cuối cùng trong buổi chuyến đi của mình. Các cô bác nghe sinh hoạt buổi sáng và bây giờ trở lại buổi sáng để mà chuẩn bị lên đường quý vị. À, cơm thì bên hậu cần đã nấu sẵn hết rồi. Mình xuống đây là sinh hoạt xong rồi. Dùng cơm ở đây. Dạ, em đang ngồi đắng lỡ dở rồi. Đắng chưa? À, xin thông báo mời quý cô bác dùng cơm. Dùng cơm xong. Ủa, hai sao không ngồi trên bàn? Mình đi, hả đi. Dạ. Còn ai mà lộ bộ đó, đây nè quý vị, thì mình gửi bị nghe. Dạ. Ở đằng nhà trọ giờ này là không phải là cái giờ trong nhất chứ, tại giờ nãy lu bu quá mình không có ghi hình đó. Bây giờ chỉ đại để là vậy thôi chứ hồi nãy là rất là đông đó, mọi người dùng cơm đó. Đúng ngồi có bàn thì ngồi bàn, không có bàn thì như cái cô này ngồi đây ăn luôn. Mấy bé này đứng ăn luôn. Quay đi ăn ăn. Mở phạt rồi. Đứng ăn luôn. Ngồi ra đứng không? Dạ. Đứng ngồi ra đứng không? Dạ. Đó là cái này. Nó dễ thương à. Đó, ăn đứng đứng đâu ăn đó nè. Mình ăn lỡ dở rồi thôi, mình ghi hình để mọi người họ đi hết. Đó. Và đây ở dài là tới sau thì quý vị thấy là chỗ nào đứng được thì cứ đứng. Và cơm và thức ăn thì tự lợi tự chọn quý vị. À, mấy cô đầu bếp, mấy cô mấy chú đầu bếp làm xong thì để đó rồi mình lợi muốn ăn món nào thì mình tự. Rồi ăn cho no, đặng chút là được nha. Rồi. Chị ăn chưa? Rồi, đây cô hậu cần. Rồi con chào mấy cô mấy chú luôn nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Rồi bữa nay tôi dạ tụi con bữa nay tôi qua nay bữa nay con đi luôn là chút lên xe là chắc không gặp nhau rồi. Dạ dạ. Đây, đây là những người có công nhất cho chồng cái chuyến mà đi nè quý vị. Dạ dạ, con mới cảm ơn mấy cô rất là nhiều luôn á, cực khổ quá. Dạ. Dạ, con còn chúc thứ hai kiếm hai cũng nhiều sức khỏe cho để còn phục vụ cho những cái đoàn kế tiếp. Rồi.
Vậy mình xin dừng ở đây quý vị ơi, là cái buổi sáng hôm nay là gì? Dạ. Vậy là con đi luôn với Mai ơi. Dạ dạ.